Dạ. Dạ, tôi tên là Đinh Lan Anh Vâng ạ. chồng tôi bị tiểu đường đã 3-4 năm rồi, Dạ. có đang dùng thuốc để ổn định đường huyết nhưng mà nó thất thường lắm á bác sĩ. Vâng ạ. Lúc đầu thì cũng giảm được tầm 7 chấm á, nhưng mà Vâng. mấy hôm sau lại tăng lên như cũ là 13-14 chấm á. Cho Vâng. nên là nói chung là tôi cũng có nghe chương trình đó, thì tôi có mua cái hộ tạng đường cho ông ấy dùng để thay thế, thì thấy cái đường huyết nó lại giảm được dưới 7, nó ổn định hơn. Tôi mà khi mà tôi chăm sóc á, thì tôi thấy ông ấy á, uống á, thì người cũng khỏe ra rồi, cũng không thấy cái hiện tượng đi tiểu nhiều, cũng như là không có bị tê bì chân như trước nữa, nên giờ thì vẫn cho uống 2 viên trên để mà cầm chừng á. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là dùng cái hộ tạng đường á, thì dùng 6 tháng rồi mình ngưng hay là mình cứ dùng đều đặn hàng ngày mãi được á bác sĩ? Vâng, cảm ơn chị Lan Anh đã gọi điện về chương trình hỏi thăm cho tình hình mắc bệnh đái tháo đường của anh nhà. Thế thì anh đã biết sản phẩm này mà đã dùng sản phẩm này như chị nói, đã dùng được 3 6 tháng gì đấy thì hiệu quả rất rõ rồi, cải thiện rất tốt. Như vậy là chị hỏi có nên dùng tiếp hoặc là dùng ở mức nào? Có dùng hàng ngày hay không? Thưa chị, lúc đầu có thể chị kết hợp với Tây y. Nhưng khi mà chị dùng hộ tạng đường nó ổn định lâu dài, về mức an toàn lâu dài thì chị giảm từ từ, giảm dần dần, bỏ hoặc thay thế được thuốc tây là tốt nhất. Khi thay thế thuốc tây được rồi thì chị vẫn phải kiểm soát được mức đường huyết ít nhất cũng phải 1 tháng là 1 lần đấy, và các cái triệu chứng, theo dõi các cái biến chứng mà nó hồi phục, như vậy là tiến triển tốt. Nếu nó xuất hiện thêm những cái biến chứng khác nữa là diễn biến xấu, là tôi nói trong cái thời gian 1 tháng mình chưa đi xét nghiệm được đấy. Còn mình có thể làm cái test nhanh, ngoài cái xét nghiệm ở bệnh viện, khi thấy gợi ý nó đang tăng cao thì mình phải dùng hộ tạng đường tiếp theo hoặc nâng liều lên nữa đó, và mình đi xét nghiệm bệnh viện cho chính xác. Đấy, cái cách sử dụng mà tất cả các bệnh nhân đái tháo đường thì đều biết cái ý nghĩa của cái test nhanh cũng như cái xét nghiệm ở bệnh viện. Cho nên cũng mong chị như vậy là chị nên dùng cái sản phẩm này hàng ngày. Còn liều bao nhiêu viên cũng lại tùy mức đường huyết của chị. Chị có thể tăng liều hoặc giảm liều cho phù hợp với mức đường huyết, cho phù hợp với kinh tế của mình. Đây không phải là thuốc, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cho nên chúng ta có thể lắng nghe cơ thể mình, chủ động chăm sóc, chủ động nâng liều hoặc giảm liều hoặc kéo dài thời gian sử dụng cho phù hợp.